Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị khán giả, sáng nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Sau phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, mức án 30 năm tù cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai, tức vợ Luyện. Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, Luyện cho rằng mình không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng Luyện là người am hiểu pháp luật hơn các bị cáo khác và có kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, biết các quy định pháp luật về bất động sản đối với việc phân lô tách thửa và lập dự án. Việc tự lập dự án của công ty Alibaba và tự vẽ tách thửa khi chưa từng được xin phép, chưa được cho phép của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Bởi đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý và chỉ nhà nước mới có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tách thửa nếu phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Từ các căn cứ quy định của pháp luật và diễn biến tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, mức án 30 năm tù cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai, tức vợ Luyện, Nguyễn Thái Lực, em trai Luyện. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 5 đến 20 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho 4.550 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 2.400 tỷ đồng. Tin chúng tôi vừa mới thực hiện. Chiều tối nay, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin các kết quả công tác trọng tâm năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình thanh kiểm tra các quán karaoke thời gian qua, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy cho biết, đơn vị đã thanh kiểm tra hơn 22.400 lượt và phát hiện có 60% không đủ điều kiện kinh doanh. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoặc các cơ sở đã tự xin dừng hoạt động. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định thông tin về việc 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an xin nghỉ việc lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Thống kê của Bộ Công an cũng cho thấy trong năm 2022, cơ quan điều tra đã triệt phá hơn 33.800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt và vận động đầu thú, thanh loại gần 5.000 đối tượng truy nã, trong đó có hơn 1.500 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Cùng với đó đã phát hiện xử lý hơn 5.300 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, phát hiện xử lý 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Mặc dù trong phiên xét xử ngày 16 tháng 12 vừa qua, hội đồng xét xử đã thông báo sẽ không nhận đơn mới của các bị hại. Tuy nhiên, trong phiên xử sáng nay 19 tháng 12, vẫn còn rất đông người dân mang đơn đến tòa để cầu cứu. Theo các luật sư, do đặc thù của vụ án nên lịch làm việc của tòa cuốn chiếu, nhưng không có nghĩa tòa sẽ bỏ đi quyền lợi của bị hại. Những người bị hại được triệu tập mà chưa nộp hồ sơ lên thì trong quá trình tòa làm việc vẫn có thể nộp đơn cho thư ký hoặc phòng làm việc của tòa án. Do không được tòa án gửi giấy báo và cũng không được chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng thông tin gì, vì vậy phải đến sáng nay, tức 12 ngày sau khi phiên tòa chính thức diễn ra, người đàn ông này mới mang đơn cùng các giấy tờ chứng cứ đã mua đất của công ty Alibaba đến tòa án để nộp. Dự án bầu cạn, diện tích 520 là giá tiền là 350, nhưng mình mới được có đặt cọc được 175 triệu là bị vụ án bị bắt, bị bể. Chưa có nhận được một cái thư mời hay một cái gì hết. Đó. Chỉ nghe thông tin ở ngoài thôi. Giờ mình cũng phải để gặp coi trao đổi như thế nào chứ mình xin ý kiến, chứ bây giờ mình cũng khổ quá rồi, mình có một tích lũy được có số tiền mà bị như vậy rồi, giờ mất bắt được rồi mà bây giờ không giải quyết cho mình thấy cũng bức xúc. Mình mới mong muốn để lấy lại được số tiền. Hôm nay dự án tóc tiên thì em lên, người ta thông báo là ngày 19 thì em tới đây đăng ký mà em chưa thấy ai đăng ký hết. Do không tìm được thư ký tòa án và không biết chỗ để nộp hồ sơ, vì vậy các bị hại bấu víu bất cứ ai gặp được ở phiên tòa, dù đó là các luật sư bảo chữa cho các bị cáo. Bản thân luật sư thì cũng theo lệnh làm việc và theo chỉ đạo của tòa thôi. Dạ. Yeah. Anh thì cũng không có làm gì hơn cả. Ví dụ như tất cả những người bị hại mà đã triệu tập này nọ mà chưa lên á, thì cứ xong phiên tòa hay gì đó, trong thời gian tòa làm việc thì cứ nộp ở bàn thư ký hoặc là phòng làm việc của tòa. Tòa còn làm vụ này rất là dài, còn tới giai đoạn phúc thẩm rồi nữa, cho nên quyền lợi của mình thì chắc chắn sẽ đảm bảo thôi. Do đặc thù vụ án này nó đông, cho nên là lịch làm việc của tòa nó cuốn chiếu, nhưng không có nghĩa rằng là tòa sẽ bỏ đi cái quyền lợi của mình. Chắc chắn cái đấy là nhà nước phải bảo vệ quyền đó rồi. Theo lịch, ngày mai 20 tháng 12,
phiên xét xử sẽ tiếp tục với phần tranh tụng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến đầu tháng 1 năm 2023. Theo Cục Hàng không Việt Nam, bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão âm lịch, là giai đoạn cao điểm vận chuyển hành khách Tết Nguyên đán. Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận xong slot cho các hãng hàng không nội địa vào các khung giờ ban đêm từ 22 giờ đến 4 giờ của ngày kế tiếp. Số lượng chuyến bay vào khung giờ này tăng lên 204 chuyến một ngày, gấp gần 2 lần so với ngày bình thường. Các hãng hàng không và các cảng hàng không đã hoàn thành công tác chuẩn bị để phục vụ bay đêm. Đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã tăng thêm 224.000 chỗ ngồi, tương ứng tăng thêm hơn 1.500 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Số vé hiện nay chỉ còn lại ở các chuyến bay đêm và giá vé cũng rất linh hoạt, thấp hơn giá vé bay ban ngày. Trong khi đó, Bamboo Airways đã tăng khoảng 15% tải, cung ứng 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay. Các slot bay đêm cũng đã được hãng đăng ký xong với Cục Hàng không Việt Nam, song song với tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ. Tôi cũng đã làm việc với Cục Hàng không và cả hãng khác và được chấp thuận bay cả các đêm, và chúng tôi đã tăng nhiều chuyến bay, nhất là những chuyến bay mà đưa bà con về quê, giống như từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình, về Thanh Hóa, về Hải Phòng, v.v. Thì chúng tôi tất cả các slot mà Cục Hàng không tăng trong ngày cũng nhất vào ban đêm chúng tôi đã tăng và đã mở bán từ rất sớm để phục vụ bà con mua vé về ăn Tết. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, dịp cao điểm Tết năm nay, sân bay đã chuẩn bị nhân lực, kỹ thuật để có thể đón tới 80.000 khách với 450 lượt chuyến bay. Cảng sẽ mở hết các quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh. Với các biện pháp đảm bảo an toàn, với biện pháp bố trí nhân lực tối đa và phù hợp với từng khung giờ, đặc biệt là các khung giờ cao điểm, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng như các đơn vị hoạt động trên cảng đã sẵn sàng để phục vụ bà con trong dịp Tết. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tất cả các slot bay đêm đã cấp cho các hãng dịp cao điểm Tết chủ yếu sẽ khai thác các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi và đến Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Phú Yên và Lâm Đồng. Chúng tôi tổ chức lại cái hoạt động điều phối slot. Thì hàng ngày và thậm chí là hàng tuần chúng tôi có hội đồng họp để xem xét cái việc điều chỉnh các cái lịch bay cho các hãng bay, làm sao chúng ta tận dụng được hết cái quỹ slot để đảm bảo cho cái việc kết nối các cái vùng miền, các sân bay nó hiệu quả. Điều đáng lo nhất là trong các khung giờ cao điểm, việc ùn ứ hành khách ngay tại các cảng hàng không. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các sân bay phải tăng cường thêm nguồn lực, mở hết công suất từ kiểm tra an ninh đến điều phối mặt đất, không để các khâu chậm thời gian, khiến tăng nguy cơ chậm chuyến, hủy chuyến. Đặc biệt, các cảng hàng không phải vận hành an toàn, đáp ứng được việc tăng slot, tăng chuyến bay đêm sắp tới. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết trong năm 2022, tình hình giao thương giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm 12,4%, thu ngân sách của đơn vị gặp khó khăn. Tuy nhiên, cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Hải quan Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Việc bảo đảm an toàn phòng dịch trong hoạt động thông quan vẫn được thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai vẫn còn hạn chế và bị gián đoạn do phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh từ phía Trung Quốc. Một số mặt hàng nhập khẩu truyền thống của các doanh nghiệp qua cửa khẩu phụ, bản vượt không phát sinh. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm giảm 12,4%, xuất khẩu nông sản giảm 75,18%. Truyền vận động và hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai quan, người nộp thuế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp ở mức độ tốt nhất để các doanh nghiệp yên tâm về phục hồi cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, để xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, đảm bảo coi như là kim ngạch cũng như là thu thuế xuất nhập khẩu. Do phía Trung Quốc chưa cho phép lái xe của Việt Nam được phép nhập cảnh và giao hàng tại Hà Khẩu, hoạt động của một số doanh nghiệp có sản phẩm đầu ra gặp nhiều khó khăn, sản lượng thấp, trị giá mặt hàng xuất khẩu thấp.
Tuy nhiên, số thu ngân sách tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022 đạt hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 94,55% dự toán. Dự kiến đến 31 tháng 12, số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Lào Cai sẽ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Hiện cái khu thuế điện tử 24/7 hoặc là khu thuế nhà khu thì thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan thì chúng tôi đã triển khai ngay từ khi Tổng cục có chỉ đạo và có phối hợp với các cái ngân hàng cũng như kho bạc để thực hiện. Thì cho đến thời điểm này cái hoạt động nhà khu đó sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi mà thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa kể nộp thuế ngay, đảm bảo được rút ngắn thời gian thông quan. Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, xác định trọng điểm, lựa chọn kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo quy định, đáp ứng yêu cầu của mô hình hải quan thông minh, hải quan số.